chào mọi người. Dương Cẩm Linh cũng vừa xem xong cái bộ phim mà Gái Già Lắm Chiêu phần 2 này. Thì có nghĩa là cảm xúc của mình vẫn là còn. Đây là bộ phim mà Linh nghĩ là đáng để xem trong cái dịp Noel với lại dịp Tết Tây này của tất cả mọi người. Vì phải nói là lúc đầu Linh cười không thể nào. Ngày hôm nay coi như là có hai cái cảm xúc thái cực. Lúc đầu thì cười rất là nhiều, cười mà đến nỗi chảy nước mắt, và sau đó có những cái cảnh cảm động vô cùng. Linh không nghĩ là cái điều mà Linh ngạc nhiên nhất là diễn viên nam. Thực sự Linh không nghĩ là bạn nam đó vừa hấp dẫn vừa đẹp mà lại diễn xuất, lần đầu tiên mà Linh thấy trên phim lại diễn xuất làm cho Linh cảm động đến như vậy. Những cái thoại ở trong đó và những cái câu nói làm cho mình cười rất là vui. Và thời trang ở trong đó thì khỏi phải bàn rồi, Linh Dương Lan Ngọc mặc tất cả những cái bộ trang phục, những cái bộ cánh vô cùng đẹp. Phải nói là một bộ phim làm cho Linh coi có nhiều cảm xúc, một bộ phim hay, nhiều phim làm cho Linh coi Linh quên hết cả cái phim hết rồi, mình nói sao hết nhanh quá vậy. Nếu như chúng ta muốn có những cái giây phút cười lãng mạn và một cái xúc lắng động thì chúng ta hãy nên đến xem bộ phim Gái Già Lắm Chiêu phần 2 này nha.